Chiều 23 tháng 5, một số tài xế điều khiển ô tô tải biển kiểm soát An Giang đi qua quốc lộ 91 khi đến trạm thu phí BOT T2 thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã không đồng ý mua vé và dừng tại làn thu phí ở cả hai chiều. Nhiều tài xế cho rằng cầu Vàm Cống vừa thông xe vào ngày 19 tháng 5 được sử dụng miễn phí. Những ô tô, xe tải, xe container từ An Giang đi ngã ba lộ tẻ qua cầu để về thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, nhưng phải trả phí toàn tuyến BOT quốc lộ 91 dù họ chỉ sử dụng khoảng 300 mét của dự án này. Do tài xế cho xe đậu các làn thu phí ở hai chiều nên giao thông qua lại bị ùn tắc, buộc trạm thu phí BOT T2 phải xả trạm. Khi giao thông thông thoáng, BOT T2 thu phí trở lại và tiếp tục bị các tài xế phản ứng. Chỉ trong vòng 1 giờ, BOT T2 phải xả trạm 3 lần. Sáng cùng ngày, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có cuộc họp kín